Rồi, xin chào bạn đã trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video nữa nha các bạn, cách sửa lỗi khi các bạn click vào một thư mục nào đó thì nó sẽ hiển thị ra một cái cửa sổ mới đó, nhiều khi rất là khó chịu. Đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn xem. Đây ví dụ mình mở một Big PC đi, trên Win 10 nha đó. Mình mở vào một cái thư mục hay folder gì đó, nó sẽ hiển thị ra cửa sổ mới. Thì các bạn mở vào một thư mục đó, thì nó sẽ vô một cái thư mục thôi. Còn này các bạn mở nó sẽ ra tab mới đó. Thì cách fix lỗi như thế nào thì các bạn xem, chú ý và xem video mình thật kỹ nha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt hết những cái thư mục này đi đó. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ, đối với Win 10 thì các bạn vào cái thanh tìm kiếm nè, hoặc là Win 7 nó cũng có cái thanh tìm kiếm các bạn. Các bạn gõ cho mình folder option đó, file explorer option, đây nó sẽ ra một thư mục này. Hoặc là các bạn có thể vào Deep PC nè, đối với Win 10 thì các bạn view nè, rồi các bạn vào option nè, thì nó cũng sẽ ra như giao diện như thế này đó. Còn Win 7 hoặc Win 8, Win 10 thì nó cũng khác cái thanh tìm kiếm nha các bạn đó. Các bạn gõ thanh tìm kiếm là folder option, hoặc là các bạn bấm phím tổ hợp, phím Windows và chữ Q đó, thì nó cũng sẽ ra cái thanh tìm kiếm. Rồi các bạn gõ cho mình folder option, rồi các bạn vào cái phần option nè. Ở đây các bạn đang để chế độ Open Space Folder nè đó. Các bạn nhiều khi các bạn chỉnh rồi các bạn nhầm. Ở đây khi các bạn chọn cái chức năng này thì các bạn mở một thư mục hoặc folder thì nó sẽ ra một cửa sổ mới. Còn để các bạn mở một cái thư mục mà nó không có mở nhiều cái cửa sổ, nhiều cái tab mới, thì các bạn chọn cái dòng ở trên nha. Các bạn vào Open S, các bạn tích chuột vào đây đó, xong rồi các bạn apply, rồi các bạn nhấn OK. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào thư mục các bạn xem nè đó. Khi các bạn vào thư mục là nó sẽ vô luôn, nó không phải có mở cái tab mới nữa nha. Đó, rất là dễ. Rồi vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi list một cái thư mục thì nó mở ra nhiều cửa sổ mới, nhiều tab mới. Thì video thì đến đây cũng đã kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì có thể cho mình like, và các bạn đừng quên đăng ký, nhấn vào chuông đăng ký để luôn được cập nhật những cái video mới nhất trên kênh của mình nha các bạn. Mình sẽ thường xuyên ra những video hay và hữu ích tiếp theo. Mong các bạn sẽ đón nhận và ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.